Rô là vớ đúng một tấm hôm nay gió hay cái hơi gì? Hai tấm rồi. Hai tấm rồi. Vớ hai tấm. Rồi. Bay luôn đấy, bay cầm mái luôn đấy. Thêm buổi tối anh em ngủ để ý nhá. Cho nó tiện đi bác, đỡ phải rút ra rút vào ấy. Nó gắn được. Đi đóng cốt pha thoải mái. Anh ơi cho em để nhà xe đây nhá. Lên với mẹ anh sợ tí. Dạ cho em để nhà xe ở đây nhá. Mày em về à? Dạ thì nữa em về luôn mà. Đi về à? Thì em vẫn đi về mà. Bây giờ chắc bây giờ là 10 giờ 5 phút rồi. Chắc khoảng 10 rưỡi 11 giờ em về. Thì làm phiền anh một tí nhá. Để cho em để nhà xe. Tại hôm nay anh em thợ bảo là mang thép ly mang đinh lên để mai đóng cốt pha đi nhá. Đấy. Ôi giời ơi. Có khi mai còn vào nhiều đấy. Em mang lên trên kia đi. Anh chưa ngủ anh? À. Anh hết đồ, anh không có gì hết đâu. Em cảm ơn anh nhé. Sắp xinh lắm. Đi lên đã. À, có đèn lên trên kia đó không xuất phát lên rồi anh em thợ đâu em cảm ơn anh nhá xuất sinh không em là người giấy thôi không biết nói tiếng Mông nhiều đâu biết giao tiếp một cơ bản cảm ơn hay là pa hay giúp cái nọ thôi mai mốt nhà của bố kia chuyển về đây là hai nhà đấy nhỉ hai nhà ba nhà đúng không hai ba nhà mà gần nhau thế nên em về em tự đóng cho em chào anh nhá em lên với anh em thợ đó xuất sinh không em chào xin chào các bác nhá hiện tại thì em chào đang trên đường lên với anh em thợ đang làm nhà cho bố kia và anh em thợ cũng vào đây được khoảng là một ngày hai ngày rồi đấy, một ngày rưỡi rồi đấy. À, hôm nay thì xem trên Facebook trên mạng ấy của anh Duyệt ấy thì là hôm nay thì là nhà bố kia đang đào móng đấy buổi tối đi thì chất lượng hình ảnh không được đẹp các bác thông cảm nhé hôm nay là mưa là không thể vận chuyển cát được rồi này thời gian trọng lên là nó cũng tạnh mất rồi và qua thông qua video này thì em Trọng cũng muốn chia sẻ cho các bác biết một chút là hiện tại thì bố của em Say đã gọi là đi dứt điểm rồi tại vì là bố của em Say và cũng hơi lươn lẹo một chút đấy thì là bây giờ đã đi rồi hôm trước còn dám rủ cả bạn đi ở nhà của bé Say để uống bia nữa mà cũng có nhiều bác comment bảo anh em mình là có là không kiểu như là chung ấy không dứt khoát ấy thì là anh em mình cũng đã gọi cả anh Xính lên rồi đấy tại vì là cũng có cán bộ địa phương ở đấy là nói chuyện với bố của Say là hiện tại nhà làm cho Say ở xuống thôi bố không cho bố ở đâu nên các bác khỏi lo nhá đi bộ tít dưới kia anh em thợ đang ngủ hết chưa đây hơi vất vả một chút đấy
không có đất thì đành chịu thôi các bạn ạ. Tại vì lạnh, anh em mình cũng đã chọn phương án làm nhà tối ưu nhất có thể rồi. Đây, ống nước của nhà bộ kia đó các bác nhé. Tối nay thì anh Việt cũng nhắc trọng là mua thêm cả đinh, à, thép ly nữa. Nên chỉ làm cái cốt pha nước này, dây điện này. Cho nên là dây điện phải làm bộ kia. Nếu mà video này được sự hưởng của tất cả mọi người thì cách 1-2 ngày thì em sẵn sẽ vào chia sẻ buổi tối cho các bác cũng biết nhé. Hôm nay vào thì đến mộ Duệ khoảng 9 giờ rồi, thì là quán xá cũng không mở nữa, chỉ mở khóa tạp hóa thôi chứ không có hoa quả gì hết. Em chọn là tính là mua 2 cân hoa quả cho anh em thợ. Xe của anh em thợ đây. Đấy, xe của chú Khiêm. Chú Hiểm. Xe anh Duyệt này. Mấy anh em thợ ngồi thế nào đây? À, xe này rồi. Đấy. Ông Duyệt ơi. Ông Duyệt ơi. Như có giường người thảo đấy. Ông Duyệt ơi. Hình như ngủ tối. Anh em thợ ngủ rồi. Đây là hình thù nhà bộ kia các bác nha. Ông Duyệt ơi. Ôi giời, điện thừa thoải mái này. Ông Duyệt ơi. Anh Duyệt ơi. Nhìn ngơi cao. Là Hà Lao á. Ủa xì Hà Lao ấy. Cho em để đồ đấy phát. Để đây nhá. Là một mình thôi. Nhìn được đó. Thế là do mình lên muộn quá đấy. Ui chỗ ngủ, ăn ngủ của anh em thợ. Buổi tối ngủ sợ nước không? Vào giường không đấy? Đây bài, luôn hay là bài hết bộ đồ rồi. Ở đây thì khổ ấy. Có nước ở đây thoải mái nước không anh? Ngày mai là bắt đầu làm những gì rồi? Móng chứ, em thấy sếp chuẩn bị mai rằng móng rồi. Thì làm móng. Nghe các anh em thợ nói bảo là trong buổi tối hôm nay thì là có gió và mưa nữa. Gió mạnh quá để ra tốc ngoài tấm pro này vỡ hết rồi. Đấy. Bộ kia phải ra mà. Bộ kia phải ra đi mà. Bộ kia thì đi về rồi. Anh em thợ có mấy anh em đấy? 4 à? 4 cái có đầy đúng không? Cái cưới đấy bảo. À, cả... Anh bố tường nữa. Đây, không có dao ăn đâu chú ơi. Thế không bảo em đấy, em mua cho, nhưng mà lúc đấy em đến hộ dị là 9 giờ rồi. 9 giờ là không có rồi. Thế mà tối mai thôi. Tối mai cái kia thì em vào em mua cho. Hôm nay là có mua đinh, mua thép ly, mua ít nước. Biết là ở đây có anh em mà thích hút thuốc lá thì mua thêm bao thuốc lá cho anh em nữa. Ở đây xa quán này. À đúng. À không biết anh à. Tại ở đây xa quán quá. Ở trên tít tận Hoa Quả Sơn. Trên này là có nhà của chú nữa. Tối này ngủ mình không cắm điện ở ngoài để trông vật liệu anh. À, có ai vào đây dân này hiền. À. Không kiểu giống ở chỗ khác là bay màu đấy nó.
bốn anh em. Hôm nay mua thêm một chai nước lên nữa, thưa anh em chưa ngủ uống nước á. Tí nữa còn rơi chai nước. Uống hộp nước rồi. Thật không về. Xe em để ấy mà, để chỗ nhà của anh ở dưới này mà. Anh ấy còn cũng chưa ngủ đâu. Ba cái chơi rửa rồi. Hả? Ba đã rửa. Ba đã rửa rồi mà. Cái này rửa rồi. Cái này chú thích chú lính rửa thôi. Cái này cần chú tắm vào nó. Cái này sợ nhất rắn rồi nhỉ. Đây cỏ cũng hơi nhiều lắm. Cỏ ván rồi. Cỏ nó tí ván rồi. Cái này là giường. Giường. Còn kê ngủ tạm ngủ đây nha. Tối nhiều muối lắm. Cây xung quanh đấy nó mấy hào quá đấy. Tối khiêng anh em thợ đi thôi đấy. Tối qua 3 giờ họ còn dậy. 2 giờ dậy rồi. Ngủ được không? Hôm qua chưa có màn hay là mắc màn được gì? Đây ở đây thì ngay trên đỉnh đồi là ngày thì sẽ là rất là nắng nóng luôn, còn buổi tối thì hôm trước này nó Hà Giang 40 độ thôi mà, là 40 thì bắt nó sạch sạch một tí. Em mới tưởng anh chưa điện cho em là ấy rồi, anh mở anh uống nước quá. Uống hết rồi luôn. Chỗ này là chỗ phơi còn để quần áo này, khu vực bếp. Ở đây mà hôm nào mà không mưa chắc đỡ vất vả hơn nhỉ không? Không mưa đi lại dễ hơn đấy. Nếu mà bây giờ mà bọn anh tính là đi mua rau là mua ở ấy à, mua ở Ngọc Long hay là đi Mộ Duệ? Mộ Duệ làm gì có rau? Rau ấy, mua rau. Yên Minh về đó rồi. Ba mấy cây. Ba mươi mấy cây. Nhưng mà nếu mà thiếu gì chủ động chị bảo trước em nhé. Em vào được em gọi điện thoại cho em mua luôn. Chứ không là anh em hết dầu ăn đấy. Thịt vẫn còn mà. Còn mấy miếng. Thôi tuần này đi làm xa vợ xa con vất vả thôi, hôm nào về là nó cũng ấy rồi đúng không? Dạ vâng. Ôi giời. Thank you anh nhá. Mời anh uống nước, mời các ba uống nước nhá. Mua ngoài Mộ Duệ đấy, đi cả đi một vòng đấy, đi ra tận tít ra ngoài chợ ngoài kia mới vòng lại mua. Mới có ngủ hết rồi. Tụi em ra là 9 giờ rồi là ngủ rồi. 9 rưỡi, giờ 10 rưỡi. Từ đấy vào đến đây gần tiếng đấy. Đường xấu ấy. Có nhiều chỗ họ mới làm nhà hay sao ấy, họ cào đất xuống xong là mưa vào nữa, ôi. Cái đất đúng đất đỏ luôn, bám vấp xe dính, sắp chết. Hôm nay em vào mưa rơi nữa, mưa nó bẩn hết đường. Xi măng là ở dưới này, mình che thật nó hết rồi mắt. Ok. Sợ một số kéo mình chết rồi. Cái như là để thế mà chắc là cho cái đội ở bên dưới đất làm trước thôi. Có đội nào đâu. Tìm biết hứa không? Cái này là mình lấy ở giường này luôn mà. Hay là bố kia lấy cho? Cái này anh em nó lấy về cho thôi. Nhà bố kia cũng nghèo, chẳng có gì đâu mà. Để nhiều nữa. Đi xin được hai cái mái. Cái pro là vỡ đúng một tấm, hôm nay gió kia thôi gì. Hai tấm rồi. Vỡ hai tấm. Bay luôn đấy, bay từ mái luôn đấy. Thêm buổi tối anh em ngủ anh để ý nha.
không không là sợ cái tấm bồ đô nó vỡ nó bay vào trúng người thôi, đè đè ra. Tại vì đây cũng là bên trên nhưng bên trên đỉnh của đồi luôn thì gió to hơn. Anh dự tính là khoảng bao giờ xong hả anh Duyệt? Theo của anh là bao giờ xong? Nếu mà theo tiến độ mà. Nếu mà không mưa thì tầm 12 ngày nữa. Thế là các nào muốn làm tất luôn thì mình cũng nhà không có người giúp đâu. Tắc em đi về thôi. Các anh ngủ đi nhá. Ừ. Buổi tối cẩn thận rắn rết một tí nhá. Tầm này thì ngủ cho cây cối nhiều là sợ rắn rết thôi. Nó bò vào không biết. Đê giường nhà bố kiếm à? Anh duyệt đây. Cái lần trước là trở vào luôn à hay là gia đình tự khó? Ôi giời ơi. Mua sớm thế, lúc nào mà như thế là được rồi. Như cái này bộ kế tự đặt làm hay sao ấy, tại vì là trước bảo là cũng có cây ấy, là tự đặt làm hay sao ấy. Các anh ngủ đi nhá. Dạ vâng, em từ từ về, không sao đâu anh. Mấy anh em ngủ đi nhá, em về trước đây. Khá là muộn rồi. À, lên trên này review các bác biết là cái mái, bên trên mái của anh em thợ một chút. Là cái bên trên mái này. Ui dồi, cái này trên này là gió nó to quá là sợ tốc mái, em thợ cũng đã cho thêm mấy cây vào nữa rồi. Nó nặng hơn. Buổi tối ngủ này sợ rắn lắm. Quan trọng đi về thôi. Mai anh em thợ tiếp tục công việc làm cốt pha, như là gọi cho bố kia lấy ván lấy gỗ về làm cốt pha nữa. Và thường thường nhé các bác nhé, vào chia sẻ một tí là tộc Mông người ta có phong tục là kiểu như là lúc mà làm nhà thì sẽ có một cái áo đen đen này, có một cái áo đen đen này là treo ở giữa nhà, thì là khẳng định là bây giờ chỗ này là nhà ở rồi chứ không phải là quả đồi nữa. Quan trọng đi về thôi. Này nước không về rồi, mai chắc phải gọi bố kia đi xem nước đã. Trường quá. Mai mốt mà bố kia bây giờ hiện tại đang còn trẻ còn khỏe thì đường thì mà thì bố kia sẽ là đổ xong, mà trẻ còn khỏe đi làm kiếm tiền về đổ đường vào nhà mình. Tại bên dưới này là một nóc nhà đấy các bác nhá. Không phải là anh em mình là như là cho bộ kia là lên trên núi ở một nhà đâu. Thì bên cạnh thì vẫn là có nhiều nhà đấy. Đi khoảng 2-3 phút ở dưới này là không có một ngôi nhà dưới này nữa. À đây một nhà này các bác này. Đây. Bên dưới này là một nhà đấy nhá. Đây là các bác cứ yên tâm. Bảo sao là thấy hơi tối một chút là do anh ấy, nó trọng một đặc đặc tốc độ khung hình là 60 là nó hơi tối, bạc 30 là sáng rồi. Đây bên dưới là một nhà này các bác này. Đấy, bên trên này là nhà của bố kia này. Bên trên này là nhà của bố kia rồi. Đấy, các bác cứ yên tâm nhé, nó trọng đi bộ một lúc người ta đến dưới này rồi.
đến nhà của anh mà trọng để xe. Tại vì là đất này là thuộc vào đất của bên Ngọc Long ấy. Bán đâu, đất trong mặt đường rất là có giá. Đến nhà của anh em trọng để xe rồi. Trước nhà trọng cũng thế đó, có cái cây gài cựa luôn. Cái này gọi là chắn cho con chó đỡ đi chơi, nó ở nhà trong nhà. Dưới này. Sủa gì lắm thế, trời ơi. Anh chào anh nhá. Anh chào anh. Anh chào anh nhá. Dạ vâng, anh chào anh, cảm ơn anh nhá. Làm ầm ầm xuống là ban phát luôn.